Thế Giờ Máy xin chào quý bà con. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với bà con về máy cán mực Inox. Bây giờ kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ nướng mực lên và test máy cán mực cho bà con cùng xem là máy hoạt động như thế nào. Bây giờ là chúng tôi đang nướng mực. Đây, bà con có thể thấy rằng là máy cán mực Inox là đảm bảo tiêu chí là bảo vệ an toàn thực phẩm sạch. Sau khi mực nướng xong thì chúng ta bỏ vào cán một lần là có thể la thành tơi xốp được nha bà con. Đây là miếng mực đã vừa được nướng chín đều. Đây bà con có thể thấy là khi mà nướng ra thì là cái miếng mực sẽ được tơi xốp rất là đẹp, rất là ngon, rất là thơm, cực kỳ hấp dẫn, dùng cho các nhà hàng quán bar. Nếu bà con có nhu cầu đến sản phẩm máy cán mực Inox Takeo hãy liên hệ với chúng tôi số điện thoại bên dưới video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con.